Xin chào mọi người ha, hôm nay Jackie đang quay lại với mọi người và Jackie đưa mọi người đến một cái phòng tranh của một người bạn của mình, đó là bác Vũ Lập. Thì đây là một phòng tranh rất là lớn và rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Thôi mọi người đi chúng ta cùng vào nhà nha mọi người ha. Rất là tuyệt nha. Ok, xin chào bác Lập nha. Đây là tranh sơn dầu, có bốn đề tài. Tính vật là một này, tính vật gồm hoa bình thứ cốc chén là tính vật trong nhà, chỉ tượng. Cái tiêu chuẩn là tưởng tượng ra, phong cảnh nào đấy, phong cảnh từ miền Tây, miền Bắc, có bốn loại, ngoài cái này ra còn nhiều còn nhiều, bởi vì cái số lượng, bởi vì nó đang bày bừa này cho nên chưa bày được, nó hiểu không? Dạ. Đang bày bừa này chưa bày được cho nên là cái số tranh ở trên kia còn nhiều. Cũng là cái những cái căn này thì thường mình làm như vậy là theo cái mình tự nghĩ ra hay là không mình nghĩ ra hay là nó phải có tự mình nghĩ ra, nó cho theo cảm hứng. Còn phong cảnh thì là nó có cái thực tế. Dạ. Tức là anh đi sáng tác, gọi là đi sáng tác, đi ra ngoài để vẽ. À, tức là mình đi ra sáng tác, không đi ra ngoài. Và phong cảnh. Không là mình ý tưởng có cái gì đó thì mình thích thì mình thấy được. Nó cảnh nó đẹp. Ví dụ cái cảnh nào mình bắt đầu mình cắt ghép các thứ mình vậy. Ví dụ như là cái bức ảnh như thế. Cái bức này là mình phải mua đồ về mình bày. À, mình phải mua bình về để bày để... Mình mua bài mình về, không bày ra. Đấy, bắt đầu mình phóng điện. Sáng tối như vậy nó đúng một cục nó đẹp. Nhưng mà thường bức tranh như vậy thì bạn phải bắt đầu mà. Nó tùy bức, bởi vì có cái phải hứng thú, phải đam mê. Anh hứng bao nhiêu thì thời gian nó sẽ sớm bao nhiêu. Dạ, nhưng mà thường thường là có khoảng độ 2 tuần bức. 2 tuần là có những bức là nó sẽ có mấy tháng nhiều. Có tháng. Đấy, thời gian thì nói về tranh thì nó không có thời gian. Đây mình có chân dung. Chân dung có. Em không có chân dung, có thể được không? Chân dung cái bản mình chưa bày ra. Xin chào mọi người ha, như vậy thì ở mà phòng tranh của bác Vũ Lập thì rất là nhiều ha, rất là nhiều loại tranh. À, các bạn có thể xung quanh chút xíu và nếu như mà các bạn có nhu cầu á ha, thì các bạn sẽ mình sẽ để đường có thể bên dưới à, bạn muốn mua tranh và muốn xem phòng tranh bắt đầu thì bạn cứ tới đây nha. Rồi xin chào mọi người. Ok. Rồi bây giờ